Em chào toàn thể quý cô chú chị em mình đang theo dõi kênh của là TK Bonsai tên mọi miền Tổ quốc nha. Em là vườn dân ngang em ở Hòa Nghĩa Chợ Đất Bến Tre. Số hộ em là 0774816331 nha. Số hộ em có Zalo luôn nha. Hôm nay em có lên một số mặt hàng để săn để bàn giá cũng bình dân hữu nghị cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Gồm vô mã số 1 nha. Ký hiệu bằng 1C nha quý cô chú anh chị ơi. Cây linh sam song hình ghép với hồng phấn. Ủa tán phước hồng chứ em xin lỗi nha. Song hình ghép tán phước hồng, hoành thân 17. Cao 23 và đường kính tàn là 57 nha. Đây, đây là nó tán phớt hồng nha. Đang ra bông này. Tán phớt hồng bông rất là đẹp nha. Rồi ở sau này thì nó còn một 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 hai chi của bông song hình, bông tím. Này cây cốt cành rất là già nha. Mấy cây già như là nó đi bông đi nụ suốt rồi quý cô chú anh chị ơi. Cái này khi mình vận chuyển thì nó sẽ rụng bông nha. Và mình chờ đợi bông sau nha. Những loại cây già này đi bông đi nụ suốt à. Rồi sang mã số 1C. Cây này 900k bao ship nha. Cây này đã hơn chậu rồi quý cô chú anh chị em mình hai chậu thoải mái nha. Rồi lên sam tấn phước hồng. Rồi qua mã số 1 nha. Lên mã số 2. Số 2 cũng là cây sam tấn phước hồng luôn. Rồi hoành thân nó cũng là 17 luôn nha. Chiều cao 25. Và khuôn tàn như vậy đi. Khuôn tàn như là 83 nha. Cây sam này cũng là song hình ghép với tán phớt hồng luôn. Rồi cũng có đang đi nụ lai gai nha. Cũng có mớ bông nó cũng đã đang đang chuẩn bị nở ra. Khi anh chị em mình nhận cây thì nó sẽ có số bông rụng nha. Mình chơi đợt bông sau mấy cây già này đi bông suốt à. Đi bông dữ dội lắm. Song hình ghép tán phớt hồng nha. Rồi 2C cây này 850 bao ship nha. Cây cũng đã hừng chậu mũ rồi về mình hai chậu thoải mái nha. Rồi em qua mã số 2. Lên mã số 3. Số 3 mình là một cặp tùng gián đổ nha. Tùng la hán gián đổ. Cái này hoành của nó chắc 5 6 sen thôi nha quý cô chú anh chị. Tùng la hán nha. In. Đây, cây sữa gián đổ cũng rất là đẹp nha. Hoành này chừng 5 sen 6 sen thôi nha quý cô chú anh chị. Hoành cỡ ngon út mình à. Rồi cặp này em xin giao lưu là 650 cho cặp này nha. 650k cho cặp tùng gián đổ này nha, mã số 3C. Đây cây này nữa đây. Về mình gì để gì chơi hoặc thành phố tiểu cảnh ao cá rồi đó, cũng rất là đẹp nha. Rồi mã số 3C 650 cho cặp tùng này nha. Rồi lên mã số 4. Số 4 cũng là cặp tùng mà. Cặp tùng nhỏ, nhỏ gián đổ luôn. Tùng lá hén. Cây này hoành nó cũng vậy nha. 5 6 sen nè. À. Cao 15 đi. Đường kính tàn gì là 40 nha. Đó tự cây tượng trưng nha. Tùng lá hén gián đổ nha. Rồi 4C. Cái này cặp này cũng 650 bao ship nha quý cô chú anh chị. Rồi để em cầm lên cho mình nhìn kỹ hơn nha. Để bàn hoặc là mình phối chiếu cảnh gì chơi cũng rất là đẹp. Rồi mã số 4C, cặp này 650 bao ship luôn. Rồi em qua mã số 4 nha. Nên mã số 5. Số 5 mình là một cây khế ngọt nha. Cái này là cây khế ngọt. Rồi tổng bề nó là 72 nha. Rồi hoành thân sát gốc đây là 27. Chiều cao là 35. Rồi khuôn tán gì đi. Khuôn tán gì là 45 nha. Cây khế ngọt. Cây này cũng già lắm rồi quý cô chú anh chị. Cây cũng đang nhóm chồi non và cũng có đi bông lai gai nha. Đây đang đi bông lai gai, cây rất là già cây luôn. 5C. Cái này 1 triệu 3 bao ship cả cây và chậu nha. Cây bệ rất là đẹp nha, bệ liền nhau. Đây đang bông này. Cốt cành cũng khá là già rồi nha.
Khế khi đi thì chắc nó cũng hơi rụng lá như chút nha quý cô chú anh chị, nhưng mà lá non thì chắc không không có rụng nhiều đâu, rụng mấy cái lá già thôi à. Rồi 5C 1,3 triệu bao ship nha. Đây đây cốt cành khá là già, cây khế ngọt nha, bể hú dáng đẹp. Rồi 5C 1,3 triệu bao ship nha. Rồi qua mã số 5, lên mã số 6 mình là một cây kim quýt nha, kim quýt cây nhỏ nhưng mà rất là già cây nha. Rồi hoành là 11 nha, chiều cao 29 và khuôn tàn về 50 nha. Mã số 6C, cây này 700k bao ship nha, cây cốt cành rất là già luôn quý cô chú anh chị ơi, nhỏ cây nhưng mà nó già cây dữ lắm. Rồi 6C 700 bao ship nha, cây kim quýt, cây này nhỏ cây nhưng nó rất là già. Rồi số 7 em là một cây linh sam siêu bông nha, phải không? Đúng rồi, số 7 cây sam siêu bông, cây này cốt cành cũng khá là già nha, cây này hoành 17 nha, chiều cao 39 và đường kính tàn là 79. Cây sam siêu bông đang nhóm bông rất là nhiều luôn, này mình về nhận cây là có ông chơi liền luôn nè quý cô chú anh chị ơi. Sam siêu bông nha, cây cốt cành khá là già. Đây, cái hừng chậu rồi nha. Về mình ép chậu cho thoải mái. Thì cốt cành khá là già nha quý cô chú anh chị ơi. 7C, 1,1 triệu bao ship nha. Sam thì khi đi thì nó cũng có rụng lá nha quý cô chú anh chị. Mình để nắng bình thường nó sẽ ra chồi non với ra bông cho mình luôn. Rồi 7C, một cây linh sam siêu bông. À 1,1 triệu bao ship nha. Cây đang đi full bông rất là đẹp nha. Giờ em lên mã số 8. Số 8 mình làm cũng là một cây kim quýt nhỏ luôn. Đây kim quýt cây này nhỏ cây nhưng nó cũng rất là già đây. Hoành 7 cm nha. Chiều cao là 40. Giờ khuôn tán nó gì là 50 nha. Một cây kim quýt. 8C. Cây này 600 em bao ship luôn nha, bao ship cả cây và chậu luôn. Hoành thì nhỏ à nha quý chú anh chị, hoành chỉ có 7 cm thôi, được cái cây nó già. Mã số 8 600k bao ship nha, bao ship cả cây và chậu như vậy luôn. Về mình phối tiểu cảnh rồi vô cũng rất là đẹp nha. Rồi qua mã số 8 nha, lên mã số 9. Số 9 là một cây sam núi tái nha, rồi hoành ngay vị trí này là 22 nha, chiều cao 25 và khuôn tàn nó là 30. Rồi cái sổ đế nó gì là nó là 15 nha, cây sam tái nha, sam núi tái, cái này sam tái xù nha, đang ra xù dữ dội luôn, đây đang lú xù đây. Cây này cũng đã hừng chậu rồi nha, về mình ép chậu cho thoải mái nha. Rồi mã số 9C, cái này 650k bao ship nha. Rồi qua mã số 9 đi. Rồi lên mã số 10. Cái này. Gì mà số nó nhìn không kỹ. Rồi mã số 10. Số 10 cũng là cây sinh sam song hình ghép với sam hồng phấn luôn, nắng phát hồng chứ. Hoành 21 nha. Chiều cao nó là 26 và đường kính tàn gì là 42. Một cây sinh sam song hình ghép với tăng tấn phất hồng. Đây cũng đang nhóm bông gai rất là nhiều nha. Cốt cành khá là già, cây tực lắc nha. Đây, cây rất là già. Ở đây mình có một chi này là còn song hình zin nha. Vừa tím mà vừa tấn luôn, chơi gì cho nó ok quý cô chú anh chị. Đây cốt cành khá là già nha. Rồi cây cũng đã hơn chậu rồi, về mình thay chậu thoải mái nha. Mã số 10C, cái này 750k bao ship nha. Rồi em qua mã số 10. Lên 11 là một cây trăng vàng.
Mẫu đơn giản nha. Cái này hoành thân là 22, cao nó 22 luôn. Và đường kính tàng 33. Ồ quá trời bông luôn quý chú chị. Cái này là tan vàng nghệ nha. Vàng lệ là lá nó xanh đậm. Với da nó cũng là loại đen đen kỉnh nè, rất là đẹp. Vàng nó cũng vàng đậm hơn nữa loại kia nữa. Quá trời bông luôn rồi. Không, da đen kỉnh luôn nè quý chú anh chị. Loại vàng nghệ nó sống rất là khỏe nha. Đó, kỳ rất là ok luôn. Quá trời bông luôn, full bông. Đọt nào cũng bông hết trơn nha. Rồi 11. Cái này 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship cho cây tan vàng nghệ này nha. Rồi số điện thoại em là 0774 816 331 nha quý cô chú anh chị. Quý chú chị em mình nào mà không nhìn rõ cây đó, các bạn alo mình có thể trao đổi thêm nha. Hoặc là mình không biết cách chăm gì đó thì cứ liên hệ với em sẽ chỉ cách chăm cho mình cho nó ổn định hơn nha. À, 12. 12 em làm một cây mai chú hủy dán đổ nha. Cây này khá là già rồi. Mặt cắt đã liền hết rồi nha. Nhỏ cây nhưng mà rất là già. Cây này thì phối tiêu cảnh vô nữa là rất là đẹp nha. Phối tiêu cảnh vô chơi rất là ok. Rồi hoành thân nó chỉ 7 cm thôi. Rồi khuôn tàn đổ cái gì đi. 50 nha. Đó, cây mang hỷ tung nu nha. 12C 750 bao ship. Đó, cây này đổ nghệ thuật nha. Cây này phối tiêu cảnh đúng bài luôn. Cây già lắm. Này mình nhìn vàng cốt vậy thôi là biết cái độ già rồi nha. Phối vô tiểu cảnh đổ xuống nơi rất là đẹp. Rồi 750 thôi. 750g bao ship cho cây mai chiếu hủy dán đổ này nha. Cây khá là duyên nha. Gồm lên mã 13. 13 là một cây mai chiếu hủy tung nu. Lùng lực. Rồi bề đế nó 43 nha. Hoành thân thì em đo ngay đi. Thân đây là 19 nha. Hoành thân eo 19. Chiều cao 19 luôn. Và khuôn tàn của nó là 56. Cái mai chú hỷ tung nu nha. Cây cũng đang đi bông nhẹ lại nha. Đây cây bị đế bỏ đều rất là đẹp nha. Cốt cành khá là già. Tàn ấm mịn này. 13C. Cây này 1 triệu 900 em bao ship nha quý chú anh chị. 1 triệu 900 bao ship nha. Mà cắt trên này đã nó đã liền. Mà cắt ở đây thì còn chút nữa. Cây rất là già rồi nha. Rồi 13C. 1 triệu 900 em bao ship nha. Rồi qua mã số 13. Lên 14 là một cây mai chú hỷ. Cũng mang hỷ tung nu luôn. Để 24 giờ. Cốt cành già. Cây này bể đế của nó đo hào hào như 33 đi. Hoành thân nó là 13. Chiều cao 20. Và đường kính tàng là 42. Mai chú hỷ tung nu nha. 14C. Cây này 1 triệu 7 bao ship nha. Cây này cốt cành nó rất là già luôn. Nó còn 1-2 cọng dây em điểm nó xương xương nha. Còn như đã xả dây sạch sẽ hết rồi. Rồi để quay mặt kia cho anh em mình tham khảo nha. Đó cây đế 24 giờ nha. Cốt cành già. Còn điểm 1-2 cọng dây như gì đó, cho định hình thêm, cho chỉnh chỉnh cây thêm chút thôi. Rồi 14C. Cây này 1 triệu 7 3 ship nha. Mai chú hủy tung nu. Rồi em qua mã 14 nha. Lên mã 15. 15 là cây mai chú hủy tung nu luôn. Rồi hoành thân đó là 17. Chiều cao 30. Và khuôn tàn gì là 39 nha. Mai chú hủy tung nu. 15C. Cây này 650 bao ship nha. 650g ba ship cho cái máy hỷ tung nu này. Đây. Cây này cũng rất là già nha, đường thân nó nu nặng nhiều lắm. Rồi 15C, 650g ba ship nha. Rồi em qua mã số 15.
lên 16 là một cây tùng dáng đổ nha. Tùng này hai thân nó ghép vô nha nè, hay ghép vô đã dính khúc trên này, khúc dưới nằm dưới lúc đây chứ không biết có dính không, mà dưới khúc trên dính, nó dính rồi. Hoành như vậy là 7 nha. Đây chỗ này nè, một cái thân đổ xuống, một thân ngọn là hai gốc nha, hai gốc ghép vô đã dính phần trên phần dưới thì em không chưa biết nha. Nói chung là cây hai gốc đó nha, một cây mà hai gốc, khúc trên đã ghép dính rồi, khúc dưới thì nó không biết có dính không. Rồi cây tùng đổ nha, tùng đổ cây này nó cũng khá là duyên với chú chị, cây ấm tàn lắm nha. Rồi 16, 6,5 ba ship luôn. Rồi chiều cao là 23 và khuôn tàn gì là 63 nha. Đó, cây tùng đổ nha, cây tàn ấm rất là đẹp. Rồi 16 chia 6,5 ba ship nha. Gồm lên mã 17 là cây mai chữ hỷ tung nu. Cây này một cục quá trời bự luôn. Rồi thằng chỗ này là 33 đi, vị trí trên eo đây đi, nó 28 nha, chiều cao 22 và khuôn tàn về 46 nha, mày cho hủy tung nu nha. 17C cây này 800 em bao ship nha, cây cũng đã định hình rồi, về với chú anh chị em mình gì là chơi cắt tỉa chơi thôi. 17C cây này 800 em bao ship nha, cây lớn nha quý anh chú anh chị, tay nắm dồn hở rất là nhiều. Rồi 17C, cái này 800 em bao ship nha. Rồi em lên 18, 18 là cái sâm tái già nha. Sâm tái này rất là già luôn. Cây này đang đeo trái quá trời luôn. Cây này là cực kỳ già. Rồi tổng đế 54 nha. Hoành thân của nó là 11, chiều cao 53, nhà tán ngang gì đi, rồi 56 nha, sam núi tái nha, cây cốt cành khá là già, mấy tái chín thì nó, tái chín sẽ chuyển sang màu này nha, rồi nó khô tinh thân luôn, rồi mấy tái non này, rồi những cái ngồi tái cũng mới đậu nhóc nha, đây, ngồi tái đậu, nhiều tòa tái đậu nhỏ đậu nhiều lắm nha. Rồi mấy cái tái chín tái xanh đây, nói chung cây già là đeo tái suốt rồi của chú anh chị, đeo dữ dội lắm. Đây chùm tái này chuẩn bị chín đây nè, rồi nụ nè, nhiều lắm, cây già nó đi bông đi tái, đi ngồi tái dữ dội lắm nha. Rồi mã 18 cái này 3,2 triệu bao ship nha, cái xanh tái dân nhân rất là đẹp, cây rất là già luôn, nuôi được một cây gì cũng cả thời gian rất là lâu nha quý chú anh chị, chứ không phải ngàn bữa mà được tác phẩm gì đâu, bỏ công sức đồ dữ dội lắm. Đây cốt canh già dữ lắm, đây miên cho mình xe tham khảo đây, cốt canh khá là già nha. Rồi 18C cái này 3,2 triệu em bao ship nha. Rồi hôm qua mã 18C, rồi em lên mã 19C. 19C cũng là cây sam tái luôn. Rồi hoành cũ 22 nha. Hoành thân lúc trên đây là 14. Chiều cao của nó là 39. Rồi đường kính tàn là 45. 19C, cây này 1,5 triệu bao ship. Đây, cũng đang có nhóm đường ngầu hay ngầu trái đây. Đây cũng được 1 hay ngầu gì đó. Cây này mình nuôi cốt cành thêm khoảng chừng 2-3 năm nữa sẽ bằng như cây nãy vậy đó. Cốt này về mình xiết, cốt xiết mình xả ra từ từ nha. Anh em nào đam mê gán nuôi chừng 3 năm nữa thì cốt cành nó sẽ lớn như cái cây mã số 18 vậy đó anh em ơi. Phải 3 năm nữa mới được. Rồi lên sam tái 19C nha. 1,5 triệu bao ship nha, thì nó chỉ có nửa giá trị của kia thôi, tại cần nuôi thời gian rất là lâu. Rồi hôm nay em có con cặp này nha,
cam núi tái. Rồi vành đế là 60. Vành thân vị trí này là 15 nha. Chiều cao 50. Tổng tàng gì luôn đi. Tổng tàng gì 95 nha. Này sam núi tái. Tái nhiều lắm nha quý chú anh chị. Xương dâm rất là cứng khừ nha. Cốt cành rất là to. Vành nó nhỏ gì mà nuôi được vàng cốt cành thì gì các cũng khá là lâu cũng mới được. Tái còn đang đeo nhiều lắm nha. Rồi 20C, cái này 3 triệu 2 bao ship nha. Đây miên cho anh em tham khảo đây. Vàng cốt dữ dội lắm. Vàng cốt này nuôi bèo lắm, ít nhất không phải 4 năm. Rồi 20C, cái này 3 triệu 2 bao ship nha. Rồi lên mã 21. Là một cái ổi tàu dân nhân nha. Ổi tàu lá trung. Cái này hoàn thân nó là 16. Chiều cao 52. Và khuôn tán gì là 42 nha. Ổi tàu lá trung. Cây cũng đang nhóm bông, nhóm tái lại gai nha. Cốt cành cũng đã siết dây rồi. Về mình xả dây rồi từ từ bỏ được rồi. 21C. Cái này 1 triệu 400 bao ship nha. Ổi tàu lá tung. Đây nó cũng đang ra bông ở trong thân mẹ ra nha. Cốt cành già rồi. Về mình về xả gây từ từ được rồi nha. Ổi khi đi nó cũng rụng lá nha quý cô chú anh chị. Rụng lá xương xương. Về mình để nắng thì sẽ ra chồi mới rồi ra bông cho tái mình luôn nha. Rồi 21C. Cái này 1 triệu 400 bao ship nha. Rồi 22C là một cây tùng kim cương. Cây tùng kim cương nha. Cái này nó bị lỗ. Cái này gốc là háng ghép kim cương. Bể ú nó là 72 nha. Rồi hoành thân ở vị trí này 21 đi. Chiều cao nó 32. Và khuôn tàn gì là 72. Đây tùng kim cương nha. Kim cương bông lá đồ rất là đẹp nha. Ra đọt búp búp nó rất là đẹp. 22C. Cái này tiêu chính nó bao ship nha. Cây tùng dáng hú rất đẹp nha. Bị lỗ chỗ này nha quý chú anh chị. Lỗ hai bên đang cuốn mép rất là mạnh nha. Rồi 22C. Cây tùng kim cương nha. Cây này 1 triệu 900k bao ship. Tùng kim cương. Rồi 22C. 1 triệu 900k bao ship cho cây tùng kim cương. Hơi bị lỗ nhẹ chỗ này. Rồi em qua mã xem ha. Lên 23 là một cây sam tái núi, sam núi tái nha. Cây này dáng đổ nha quý cô chú anh chị. Cây này hàng nuôi cũng kỹ lắm nè. Bề đế nó là 33 nha. Mình đo hoành thân ở trên eo đi. Xích ở dưới có đâu. Trên eo đây đó là 11. Ở dưới chắc cỡ 12 quý cô chú anh chị ơi. Cao 27 nha. Rồi khuôn tán gì là 93. Sam núi tái dáng đổ nha. Cây này rất là già rồi. Rồi 23C. Cây này 4 triệu rưỡi bao ship nha. 4 triệu 500k bao ship cho cây sam núi tái này. Đây này. Cũng đang núi tái nhiều lắm nè. Cái cây già của chú yên tâm. Nó ra ngồi được một cái nó ra dữ lắm. Ngóc luôn nè. Nhiều lắm. Nói chung là ra ngồi nhiều lắm. Đây không? Hầu như chỗ nào cũng có lú ngồi hết. Cốt cành này. Khá là già nha. Đường thân nó lắc lượn đổ xuống rất là đẹp. Ù búng rồi trái quá trời luôn này. Rồi 23C. Cái này 4 triệu 500k bao ship nha. Cây này ra trái ngồi trái nhiều lắm. Ông Tông đi đây nhìn không biết cô chú anh chị em thấy rõ không chứ ngoài cũng phúng dữ dội lắm. Rồi 23C, 4 triệu rưỡi bao ship nha. Rồi em lên mã 24. 24 là một cây nguyệt quế nha.
Cái này mày quế lá tung hoành cũ 22 nha, hoành thân ở trên đây nó là 14, chiều cao 45, rồi khuôn tàn như vậy là 45 luôn. Đây quế lá tung lá nó cũng nhỏ nha. Đây chuẩn bị ra bông ra nụ nhiều lắm nha quý chú anh chị. Cái này khuôn tàn ấm mịn này, 24C 900 g bao ship nha. Một cây nguyệt quế lá tung này, lá nó nhìn nhỏ xíu mà quý chú anh chị, cây cũ đế đồ sổ đế đồ cũng nở rất là đẹp nha. Rồi 24C 900 g bao ship cho cây nguyệt quế này, chuẩn bị phun bông. Rồi 25 cây C cũng là cây nguyệt quế luôn, nguyệt quế lá tung luôn. Rồi cũ 20, hoành thân nó là 15, chiều cao 47 và đường kính tàn 44 luôn, nguyệt quế lá tung nha. Rồi 25C cây này cũng 900 g bao ship luôn nha, chân cũ đế rồi cũng khá là ok nha. Mấy cây này dáng hơi đa, anh em nào thích những form thiên nhiên thì hốt cái này về chơi anh em ơi. 25C 900 g bao ship nha. Cây này cũng chuẩn bị full bông full nụ nè, đang lú nhiều lắm. Rồi 25C 900 bao ship luôn. Rồi lên mã 26. 26 là một cây sam siêu bông. Cây này thì đã hừng chậu này rồi nha, về mình hai chậu thoải mái. Rồi tổng cũ 46 nha, hoành thân vị trí này 28, chiều cao 50 và tán ngang về là 456 nha. Đây sam siêu bông cũng đang nụ và cũng đang nhóm nở bông ra luôn rồi. Sam thì mình khi rụng lá vàng lá rụng gì nha quý chú anh chị, rụng ít nha, về mình để nắng bình thường sẽ ra bông mới luôn, cái đợt bông khác. Rồi 26C cái này 1 triệu bao ship nha, khi đi rút chậu quá bầu nha quý cô chú anh chị ơi, củ to nha. Đây bông này, bông nở ra cũng thơm nhẹ rất là dễ chịu nha. Rồi 26C 1 triệu bao ship nha. Rồi 27C là một cây sam song hình, cây đổ teo nha, cây này là cây đổ teo, hoành thân vị trí này là 21 nha. Rồi tàn đổ gì là 56 đi. Mã số 27C cây này 1,2 triệu bao ship nha, cây linh sam song hình cây đổ teo này nha. Rồi nó bị cháy da nhẹ cho chỗ này nha. Rồi dưới đây nữa nè, cốt cành thì đổ xuống nè, rất là to nha. Đây cốt cành là ok, cốt cành già lắm rồi. Anh em mà thích những vàng đổ treo thì đừng bỏ lỡ cái này nha. Rồi 27C cái này 1,2 triệu bao ship nha, bao ship cả cây và chậu gì luôn. Rồi em qua mã số 27, lên 28 mình làm một cây khí nhật nha, một cây khí nhật chán hú. Rồi tổng bể hú gì là 96 nha, hoành thân vị trí này là 35, chiều cao là 44, đường kính tàn nó 44 luôn. Cây khế nhật dáng hú nha, 28C cây này 1,7 triệu bao ship nha. Khế thì khi đi vận chuyển nó cũng rụng vàng lá rụng gì nha, rồi mình để nắng bình thường thì sẽ ra chồi, nó sẽ ra chồi gì rồi nó sẽ ra bông cho mình luôn. Khế chua ghép với khế nhật nha, nguyên cái bể hú luôn. 28C cây này 1,7 triệu bao ship nha. Đây chỗ mặt cắt này nó bị lõm vô xíu nha, đã quá đá rồi nha, mấy bên đang cuốn mép rất là mạnh.
Rồi 28C. 1.700.000 bao ship nha. Rồi, lên mã số 29 là một cây vú sữa lò rèn nha. Đo tổng cũ gì là 63 nha. Tổng cũ là 63, hoành thân 27. Chiều cao nó là 59. Nhà tán như vậy là 75 nha. Cây vú sữa lò rèn. Cây này khi vận chuyển cũng chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị ơi. Đây, cây này chậu này để nuôi thôi à. Cây cũ to lắm nha. Cây cũ rất là to nha. Cây cũ rất là to. Vú sữa lò rèn. Cây này về nuôi phân hút này đầy đủ rồi sẽ phúng phúng bông phúng trái luôn nha. Rồi 29C. Cây này 3 triệu 9 em bao ship nha. Đây mặt cắt đang kéo kè rất là mạnh nha. Cái chỗ này thì nó bị da nó bị lỗi thôi chứ không phải là bị lỗ nha. Xanh tươi bình thường. Đảm bảo xanh tươi nha. Tại mặt cắt nó cuốn chỗ này là nó xanh. Cây tàn ấm mịn này. Cái này là đam mê dòng vú sữa thì đừng bỏ lỡ cây này nha. Rồi 3 triệu 900 bao ship nha. Rồi cây này cũng là cây tulip luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi quý cô chú anh chị em mình xem không kỹ cái nào thì các bạn Zalo mình gửi thành thêm nha. Rồi xin chào quý chú anh chị ạ. Xin hẹn lại tiếp tới luôn ạ.